làm cái video nhỏ nhỏ để mai mốt cái này nó sổ ra thì còn biết mà cái nguồn gốc cây để mà bán. Cái này là cây bông cờ bang, cái này ép nó chắc đạt còn cỡ tầm 18 18 19 gì đây, 21 thì chưa được đâu, 18 19. Hai thân em sẽ cái thân dài. Cái đây vừa mùa vừa rồi là không có ra hoa, em kích nó cũng tốn luôn. Đấy. Đây sạch xanh xanh này, không có một cái cuống hoa nào hết. Bây giờ là xuống giống. Đây em kích búa xua hết mà không ra được cái hoa nào. Giờ mình sẽ cắt cái thân dài đây. Cũng được khá nhiều mấy ngủ. Thân dài đây thì tầm còn cỡ 1 mét 4 đến 1 mét rưỡi. Dòng nù cơ bản.